Dập cái cô. Nè, qua dẫn vậy đó. Sao cái ly tao đầy hoài vậy? Giờ tập với giáo án của bác Trung. Vô đi. Vô. Thưa ông ạ, dinh dưỡng nền tảng đóng vai
vai trò như thế nào cho 90 phút thi đấu trên sân ạ? Vâng, vừa qua đội tuyển bóng đá nữ quốc gia chúng tôi được có cái thể lực tốt nhất, sung sức nhất ấy. Vừa qua là chúng tôi cũng nhờ sữa húp đan, chúng tôi cũng uống thường xuyên, thì chính vì thế nó cũng tăng cường thêm sức khỏe và vận động viên cảm thấy rất là dễ chịu. Tôi nghĩ là chúng ta phải nên tăng cường cái sữa húp đan thêm để một mặt ngay trong tập luyện chúng ta cũng rất là cần và cần hàng ngày. Và chứ không phải là lúc thi đấu chúng ta mới cần, chính vì thế mà chúng ta mới nâng cao được cái tầm vóc thể lực của vận động viên chúng ta. Vâng ạ, có thể nói là dinh dưỡng nền tảng thì đóng vai trò như nguồn điện của trạm của máy đúng không ạ? Vậy thì thưa ông, là để chuẩn bị được cho World Cup thì trong thời điểm thi đấu này khá sát với SEA Games và vòng loại thứ hai của Olympic 2024 thì ông có phương án nào để nâng cao thể lực cho cầu thủ không ạ? Vâng, rõ ràng là chúng tôi đã chuẩn bị cái này ngay từ bên Đức cơ, chứ không phải về đến bây giờ. Tôi nghĩ là về Việt Nam thì thời tiết rất là nắng nóng. Chúng ta không thể nâng cao thể lực được trong cái thời tiết như vậy. Và ngay ở bên Đức, chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn đấy. Và như các anh các chị biết đấy, cái trận đấu chúng tôi đá với đội tuyển bóng đá nữ Đức ấy, thể lực chúng tôi rất là tốt, dồi dào, không đã bị ai trượt rút và bị tức là không đáp ứng được cái trận đấu. Và cụ thể cái hình ảnh rõ nét nhất ấy là Thanh Nhã, cái phút cuối cùng của trận đấu rồi còn đi tốc độ rất nhanh, trung vệ đội bạn mà đuổi theo không kịp để mà sẽ ghi bàn ấy, trường hợp đấy. Đấy là cái hình ảnh mà chúng tôi nghĩ là thể lực của chúng ta đã tiến bộ rất là nhiều. Đấy, và ngay sau cái trận đấu là ngày 24 thì sáng 25 chúng tôi cho nghỉ và chiều 25 chúng tôi đã tiếp tục nâng cao cái thể lực, tức là chạy sức bền tốc độ của toàn đội để duy trì được thêm. Và đến bây giờ tôi khẳng định là chúng ta tiếp tục lại những cái bài tập để mà duy trì lại thể lực cho đội bóng, đội bóng nữ của chúng ta để sang đến New Zealand World Cup ấy, thì chúng ta có đầy đủ thể lực để chúng ta đối chọi với Mỹ và Hà Lan và Bồ Đào Nha. Vâng ạ, ông có thể chia sẻ thêm là trong cái thời điểm này thì là phương án luyện tập và phương án dinh dưỡng có gì giống và khác so với luyện tập ngày thường? Vâng, bây giờ là chưa vào giải, có lẽ là vẫn là thời gian chuẩn bị của chúng tôi trước khi vào giải. Chúng tôi vẫn cần luôn cả hai cái điều đó, vừa tập luyện và vừa phải dinh dưỡng. Đấy, dinh dưỡng trong ăn uống, trong ăn, dinh dưỡng trong uống. Đấy, và một mặt nữa là chúng ta phải biết giữ được cái sức khỏe. Thời tiết chúng tôi phải thay đổi, ví dụ như là ở châu Âu thì hiện nay là đang là buổi sáng sớm, mới 4 giờ sáng thôi. Thế và có những cái lúc mà chúng tôi chưa kịp hồi phục được thì mắt bây giờ nó vẫn buồn ngủ lắm, đấy, lơ mơ lắm. Thế chúng tôi phải nhanh chóng để hồi phục lại cái giờ giấc cũng như là cái hình thức tập luyện. Thế và một mặt nữa thì là cũng phải tăng cường cái nước uống cho vận động viên, bằng cái sữa húp đan, rồi là sữa một số nước uống để làm cho vận động viên. Một mặt nữa chúng tôi cũng đã có những cái thuốc uống để tăng lực cho vận động viên, ví dụ như B12 đấy, rồi là một số cái hình thức khác vân vân. Nhưng tất cả những cái điều đó nó không ảnh hưởng đến vấn đề doping của đội. Đấy, vừa qua là chúng ta đã biết đấy là 5 vận động viên của Điền Kinh chúng ta bị doping, rất là tiếc. Và trong bóng đá chúng tôi luôn luôn là có thử doping, cho nên là chúng tôi cũng phải hết sức trong cái điều kiện cho phép để mà thực hiện những cái điều đó. Vâng. Thưa ông, là các giải đấu đã diễn ra liên tục, dù là từ tháng 5 này, tháng 7 và tháng 11 thì cái việc này rất là dễ dẫn đến việc đuối sức này và cần tăng sức bền, thì ông đã có phương án như thế nào cho đội tuyển ạ? Vâng, cái thứ nhất ấy là chúng ta phải có cái phương án tập luyện tốt nhất. Đấy, chúng ta phải phân bổ cái thời gian tập luyện. Bóng đá nữ của chúng tôi không phải liên tục ngày nào cũng tập. Đấy. Và ngày nào cũng nghỉ thì cũng không được. Đấy, chúng tôi phải tính toán làm sao phân bổ cho nó hợp lý. Đấy, có những lúc tập, có những lúc thi đấu và có những lúc nghỉ. Thí dụ như vừa qua chúng tôi thi đấu xong ngày 24 đấy, thì chiều 25 chúng tôi tập và ngày 26, 27, 28 chúng tôi cho nghỉ và di chuyển từ Đức về Việt Nam, và ngày hôm nay chúng tôi lại tập cả ngày. Ngày nay, ngày mai, ngày kia tập cả ngày, và chủ nhật chúng tôi lại cho các bạn ấy nghỉ hồi phục. Thế sau đó lại thứ hai tiếp tục tập cả ngày. Đấy là một cái mà tôi nghĩ cái khoa học nhất trong cái cách tập luyện. Một mặt nữa là chúng ta cũng cần uống ví dụ những cái sữa húp đan để hồi phục nhanh thể lực, rồi
ăn uống các thứ vân vân, để làm thế nào một mặt nữa là chúng ta cũng là hồi phục sau cái tập luyện, thí dụ như trường đá rồi là bể bơi đấy, và tắm nóng lạnh vân vân. Đấy là một cách tôi nghĩ là làm thế nào để cho một cái cách hồi phục nhất của vận động viên để chuẩn bị thi đấu tốt.